Bộ Quốc phòng triển khai kế hoạch chống Tô Lâm phản loạn với sự giúp sức của Trung Quốc. Những đồn đoán về sức khỏe của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã được truyền thông quốc tế quan tâm. Một hãng tin quốc tế trong một bản tin ngắn đã gián tiếp xác nhận thông tin trên sau việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt tại một số sự kiện ngoại giao quan trọng trong khoảng 2 tuần qua. Đây không phải lần đầu tiên vấn đề sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng trở thành tâm điểm của dư luận. Trước đó vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng được cho là đột quỵ trong chuyến thăm công tác làm việc tại Kiên Giang, quê nhà của ông Nguyễn Tấn Dũng. Hình chụp tại cổng bệnh viện quân đội 108. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2024, theo giới thạo tin cho biết, ông Trọng đã rơi vào hôn mê theo đó, thông tin cho hay, buổi chiều muộn vào 26 tháng 12, sau khi dự đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, ông Trọng đã có vấn đề về sức khỏe và lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân đội Trung ương 108. Tại đây, Tổng bí thư Trọng được chuẩn đoán bị nhồi máu não và được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu. Đây là thông tin được lan truyền. Các nguồn tin cho biết ông Trọng bị tai biến tái phát lần thứ hai, sơ bộ các bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán xuất hiệu não bán cầu phải sau đó diễn biến tình hình ông Trọng mỗi ngày một xấu đi Bất ngờ chuyển nặng, tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh Sau cùng rơi vào hôn mê Các bác sĩ tiêm lượng là vô cùng xấu Được biết trong suốt cả tuần qua Người dân đã thấy lực lượng quân đội và công an rất đồng Lập chốt phong tỏa lối ra vào bệnh viện 108 Cũng có những thông tin khác cho rằng Ông Trọng bị cúm A và phải nằm máy trợ thở Ở khoa A2 tổng bí thư nằm điều trị ở tầng 11 tất cả các lối ra vào đều bị phong tỏa. Theo đó, tuyến kiểm soát vòng ngoài do Bộ Công an chịu trách nhiệm, còn vòng trong cùng kể từ vị trí cầu thang số 6 dẫn lên các lầu, được lực lượng Tổng cục 2 tỉnh báo quân đội đảm trách. Chỉ những ai có thể đặc biệt mới được phép ra vào. Tại phòng điều trị của Tổng bí thư, khách tới thăm chỉ được tiếp xúc qua màn hình trực tuyến do quân đội kiểm soát. Đây cũng là thông tin được mạng xã hội lan tỏa. Việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột có vấn đề về sức khỏe trong khi kế hoạch nhân sự, kế hoạch nhiệm chức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa được ngã ngũ. Nếu ông Trọng có mệnh hệ gì thì ra đi đột ngột thì ai sẽ là người thay thế ông nắm giữ chức vụ đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam là câu hỏi lớn mà các lãnh đạo cấp cao của Đảng đang đặt ra. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù đã rất già nhưng ông vẫn cố ngồi đến 3 nhiệm kỳ. Nó sai trái với điều lệ của Đảng. Trong một động thái mà giới quan sát cho thấy là khá bất thường, ngày 9 tháng 1, Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội bất ngờ khai mạc tập huấn công tác quân sự quốc phòng năm 2024. Giới quan sát cho rằng dường như lãnh đạo Bộ Quốc phòng đang triển khai một kế hoạch chống đảo chính. Việc này đã từng xảy ra trước đây khi ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có ý định phản loạn. Nhưng kế hoạch của ông Phùng Quang Thanh đã bị từng cục năm tình báo của Bộ Công an dưới thời ông Bộ trưởng Trần Đại Quang phát hiện đây là nhờ có sự cảnh báo của cơ quan tình báo Mỹ tại thời điểm đó. Đó là lý do về sao có sự kiện sáng ngày 3 tháng 7 năm 2015, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bất ngờ tổ chức lễ bàn giao chức tư lệnh chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội theo các quyết định của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể, Trung tướng Phí Quốc Tuấn tư lệnh và Trung tướng Lê Hùng Mạnh chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bất ngờ nhận quyết định nghỉ hưu. Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã ra lệnh bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lên giữ chức Tư lệnh Thiếu tướng Nguyễn Thế Kiết, Phó Chính ủy giữ chức Chính ủy thay thế. Đáng chú ý trong lần này, Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức sự kiện tập huấn công tác quân sự quốc phòng năm 2024 trước một ngày sau khi chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. Chuyến thăm của ông Trần Tư Nguyên cũng khá bất ngờ và ông được Bộ trưởng Tô Lâm hội kiến và nhờ vả. Chiều ngày 10 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất. Đồng thời, hai bên đã ký văn bản, bản ghi nhớ hợp tác về an ninh chính trị giữa hai Bộ Công an của hai nước. Theo giới quan sát, đây là các biểu hiện mờ ám và rất đáng nghi vấn trong bối cảnh có những đồn đoán cho rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ ủng hộ một nhân sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo đó bộ trưởng bộ công an tô lâm được chọn là người thay thế ông nguyễn phú trọng trên cương vị tổng bí thư thứ trưởng bộ công an trung quốc trần tư nguyên bất ngờ sang thăm việt nam và được bộ trưởng tô lâm hội kiến một nguồn tin cho biết lãnh đạo bộ quốc phòng đã đặt ra nhiều câu hỏi về đề nghị bộ công an trả lời bằng văn bản cụ thể việc hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc là hợp tác về vấn đề gì thứ hai là tại sao là lần thứ nhất và vì sao lại diễn ra ngay vào thời điểm nhạy cảm này và việc này bộ công an đã báo cáo với tổng bí thư và bộ chính trị hay chưa cũng xin nhắc lại vào ngày mùng tháng 1, trang facebook của đảng việt tân đưa ra lời bình đáng chú ý như sau tô lâm là nhân vật có tham vọng lớn là một trong những người được dư luận cho rằng y là một trong những món đồ tẻ nếu y thành công lật đổ được nguyễn phú trọng thì dân càng khổ hơn liệu tuyến phòng thủ cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang có ngăn được tham vọng muốn làm tổng bí thư của ông Tô Lâm hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Bộ Quốc phòng triển khai kế hoạch chống Tô Lâm phản loạn với sự giúp sức của Trung Quốc. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Vụ Vạn Thịnh Phát bình tòa nhào vô dính máu ăn phần theo lệnh của ai đây? Vào ngày 10 tháng 1, truyền thông nhà nước đưa tin ông Phạm Ngọc Duy, chính văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 3 năm 2024. Vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm đây cũng là phiên tòa được người dân cả nước đang chờ đợi. Phiên tòa này sẽ do thẩm phán Phạm Lương Toàn, tránh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa và sự tham gia của khoảng 200 luật sư bào chữa cho 86 bị cáo. Cũng trong ngày 10 tháng 1, tờ báo tuổi trẻ đưa một bản tin khác với tiêu đề Vụ đại án Vạn Thịnh Phát sẽ có rất nhiều người được khoan hồng. Vụ đại án Vạn Thịnh Phát sẽ có nhiều người được Khoan hồng là thông tin tung giả. Bản tin cho biết, Phó tranh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Trí Tuệ sẽ chia sẻ với báo giới rằng với chủ trương phân hóa trách nhiệm hàng ngàn người trong các vụ đại án trước đó như chuyến bay giải cứu và Việt Á đã được khoan hồng, nên ở vụ vạn thịnh phát cũng sẽ có nhiều người khác được khoan hồng. Theo giới quan sát, điều này hoàn toàn phù hợp với những nhận định của công luận và giới phân tích trước đây ít lâu từng cho rằng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy bà trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp cũng như những người liên quan sẽ được nhận bản án nhẹ hơn nhiều so với tội trạng thực sự của họ sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng đối với bà trương mỹ lan và đồng bọn với các tội danh truy tố bao gồm đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng tham ô tài sản lớn trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb có dấu hiệu cho thấy truyền thông nhà nước nhận sự chỉ đạo từ cấp cao khi đưa tin khen ngợi bà Trương Mỹ Lan. Tờ báo Lao động vào ngày 16 tháng 12 năm 2023 đưa tin bị can Trương Mỹ Lan đã được các cơ quan tố tụng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong đó, bà Lan đã tỏ ra tích cực trong hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng. Trong khi theo kết luận điều tra của Bộ Công an cũng như cáo trạng của Viện kiểm sát đã chỉ rõ, ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan hoạt động kinh doanh với mục đích huy động tiền nhàn rỗi của khách hàng để lừa đảo họ sử dụng thủ đoạn quen thuộc là lấy của người sau để trả cho người trước và rút ruột ngân hàng để sử dụng vào mục đích trì tiêu riêng kết luận điều tra của bộ công an đã nêu rõ tính chất nghiêm trọng của vụ án công bố tổng số tiền bà Lan và đồng bọn đã gây thiệt hại cho riêng ngân hàng scb là hơn 40.000 người gửi tiền tiết kiệm bị lừa thành nhà đầu tư trái phiếu và tổng số tiền đến hơn 300.000 tỷ đồng tức là tương đương 12,5 tỷ đô la. Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đó là chưa kể tới việc bà Trương Mỹ Lan nắm giữ tới hơn 91% cổ phần để có thể lũng đoạn và chi phối toàn bộ hoạt động của SCB. Qua đó, bà Lan đã rút ruột ngân hàng SCB hơn 1 triệu tỷ để chi tiêu cho mục đích riêng, dẫn đến những khoản nợ xấu khổng lồ không thể thu hồi lên đến, đến hơn 5,8 tỷ đô la không phải vô cớ mà đại biểu quốc hội Phạm Văn Hòa cho biết bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã làm khống cả ngàn hồ sơ để vay và chiếm dụng trên 1 triệu tỷ đồng của ngân hàng SCB, trong đó có trên 500.000 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng. Đây là phát biểu của kỳ họp thứ 6 quốc hội vào sáng ngày 21 tháng 11 năm 2023 của ông Phạm Văn Hòa. Thậm chí trưởng đoàn thanh tra của ngân hàng nhà nước cũng đã nhận hối lộ bằng tiền mặt đến hơn 5,2 triệu đô la. Đây là vụ nhận hết hộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay. Vụ án này có số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng là lớn nhất. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đánh giá về tính chất nguy hiểm của vụ việc. Vụ việc này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Điều đó có nghĩa là còn có rất nhiều các đại án chưa bị lộ ra. Trên thực tế, bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt tới 304.000 tỷ đồng, tương đương với 12,4 tỷ đô la của ngân hàng SCB. Để che giấu thực trạng yếu kém và vi phạm pháp luật của ngân hàng này, bà Lan đã mạnh tay chi số tiền đến tới 5,2 triệu đô la để hối lộ cho một cá nhân. Đó là bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 của Ngân hàng Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đang toàn tính điều gì? Điều này giải thích cho việc trong một thời gian dài hoạt động nhưng ngân hàng SCB chỉ bị thanh tra duy nhất một lần và đã chót lọt thì có thể khẳng định việc Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB thực hiện chi tiền lót tay mua chuộc tác động tới các quan chức cấp cao của các cơ quan nhà nước làm trái công vụ là điều có thật. Công luận cho rằng chưa bao giờ câu triết lý cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Cuộc trùm xã hội đen 5 cam lại được các quan chức nhà nước và hầu hết các doanh nghiệp ở việt nam áp dụng một cách lão luyện như lúc này phó tránh án thường trực toán nhân dân tối cao nguyễn trí tuệ không dám tự ý chia sẻ với báo giới chủ trương nói trên chắc chắn ông tuệ phải nhận được sự cho phép của tránh án nguyễn hòa bình điều đó cho thấy trong danh sách của những kẻ dây máu ăn phần có thêm tên bình tỏa không biết bộ trưởng bộ công an tô lâm có biết và có ý kiến gì để công luận làm sáng tỏ điều lấn cấn nói trên hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm ngày hôm nay với bản tin Vụ án Vạn Thịnh Phát bình tòa nhà vô dính máu ăn phần theo lệnh của ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm